Cái loại vạc này thì nó không có được nhiều như là cò đâu, mà nó chỉ ăn đêm thôi. Nên là săn con này khá là khó. Thời điểm mà độc độ của mình săn được nó là lúc khoảng 10 gần 12 giờ đêm. Rất là, nói chung là con này là bắt được con này là cũng là thú vị lắm á. Đó thì mình sẽ cho các bạn xem hình mà lúc nó còn còn sống, chứ mình không có đưa cái clip mà mình đi săn nó vào nha. Và bây giờ mình sẽ rửa sạch nó đây, mình rửa bằng muối. Sau đó cái con này thì con nghĩ mình sẽ chế biến là mình nấu sôi vạc. Còn bạn thấy đã không? Này nhìn trong này, thịt con này nó chắc vô cùng chắc đó, thấy chưa? Đã chưa, thịt chắc lắm này, này nhưng không đứt này đó. Đó thì hồi chiều là mình có bắt thêm được một em chim cút với hai em chim sẻ. Thì hai con này nó nhỏ, mấy con này nó nhỏ, xương nó nhỏ nên là mình sẽ bằm. Còn con vạc này thì mình sợ xương cứng nên là mình sẽ lóc lấy thịt. Đó thì mình đang bằm cái con này. Sau khi mình bằm xong thịt nó rất là dẻo nha, đó y như thịt bò, quá là ngon rồi. Cái dẻo mà nó dính 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 đã lắm. Làm Rồi, con này giờ mình lóc thịt. Xương xương nhỏ bằm được luôn đấy. Các bạn được ăn là băm luôn. Chơi xương xương á, còn mấy xương ống to thì À, bỏ. à. Lóc thịt các bạn. Cái đây coi như là chỉ các bạn lóc thịt luôn. Chứ bạn nào mà có sức mạnh khỏe tốt thì cứ băm thôi. Băm hoài thì nó cũng nát thôi. Đó. Đó, ha. Ui trời, thịt nó đã quá ha. Đủ đã. À, các bạn phải lưu ý là dao phải bén nha, dao không bén là lắc chắc nó nát hết thịt đấy. Mà nát cái thịt thì đường nào mà cũng bầm ha, đâu có vấn đề gì đó, nguyên của thịt. Còn nó còn một chút vài miếng xương, có thể xương nhỏ thì mình bằm nó cũng được đó, nguyên thịt luôn ha. Hay chưa? Trời, thịt này mà cắt ra nhỏ nhỏ xào lăn cũng ngon. Đó, sau khi lóc xong thì mình sẽ cho nước vào để mình nấu cái phần xương còn lại, để cái nước lấy nước dùng. Nước nước này nó ngọt thì cái nước này sẽ lấy để mình nấu sôi. Thì trong nước dùng này cho thêm một ít gia vị với bỏ hành vào. Bây giờ mình sẽ cho một muỗng muối vô cái nước. Cái nước này nó thơm như nước gà ấy. Ở các bạn lưu ý là nếu mà nổi bọt lên bạn vớt bọt nước đầu tiên nha. Rồi bây giờ mình đã băm xong thịt, mình trộn lại cái này. Bắt đầu mình sẽ cho gia vị vào. Gia vị là gồm bột nêm, tiêu, hành, hành tím bơ, hành lá và tỏi, băm nhuyễn. Đây là bột ngũ vị hương. Đây là nghệ. Bây giờ mình sẽ lần lượt cho các cái gia vị này vào.
Cái hương này mình cho khoảng một nửa, nếu các bạn cho nhiều quá thì nó sẽ ăn sẽ ngán. Cho nghệ vào. Rồi mình sẽ trộn đều lên. Rồi bỏ đường nữa nha các bạn. Siêu đường. Một chút xíu đường. À, bây giờ mình sẽ xào cái thịt chim, xào sơ trước khi mình nấu. Sử dụng cái các bạn lúc xào các bạn lưu ý là mình lấy cái ấy mình đánh cho nó nhuyễn ra nha, cho nó rời ra nha, chứ đừng để nó vón cục lại nó không ngon đâu. Nó nhuyễn ra thì nó mới đều với sơ, khi mà nấu sôi nó mới đều được. Với số lượng thịt này thì ước chừng là khoảng 4 lạng thì các bạn sẽ nấu với khoảng 1 ký nếp. Nước dùng đây các bạn bỏ muối, bột ngọt và đường vào, ít đường thôi nha. Bây giờ mình nước sôi rồi mình cho nếp vào. Rồi, trước khi mình bỏ vô trong bỏ cái thịt chim vào trong thịt vạc vào trong cái xôi thì mình xào lại một chút cho nó nóng. Trong quá trình xào mình đã bỏ thêm một chút nước mắm cho nó thơm hơn. Rồi băm dầm cho nó nhuyễn ra hơn chút. Rồi giờ mình cho nó vô sôi. Quá mùng xôi quá chất lượng nha. Xôi này mà mình ăn vào cái ngày đông thì quá tuyệt ha. Trời lạnh lạnh ăn xôi nóng hổi. Trộn đều nha các bạn. Xôi này thì các bạn cũng có thể bỏ thêm nghệ vào cho nó vàng, cho nó đẹp. Đây thì do mình bỏ nghệ vào trong cái thịt vạc rồi nên mình nghĩ thôi mình cũng không có bỏ thêm vào trong xôi, tùy các bạn thôi ha. Nóng hổi ha. Mình đảo đều rồi mình đợi thêm một lát nữa có thể là mình đem ra là được rồi.
Giờ sau khi em nấu xong rồi thì bạn thấy ngon không? Cái nếp nó óng ánh luôn á. Giờ mình sẽ ăn thử nha. Cái thịt chim nó ngọt và nó dai các bạn, rất là ngọt. Cái vị của mình trên nếp nấu thì cũng không có mặn, cũng không có lạt, thì nói chung là vừa ăn. Món này các bạn nếu có điều kiện nên thử. Rồi, xin chào các bạn, đừng quên ủng hộ kênh Đất Việt TV để tụi mình có thể ra thêm nhiều video hướng dẫn khác nha. Xin chào. Đông nữa nè. Đông như gà ha, đông như đông gà. Đó là con quạt nha các bạn. Con quạt nó đi ăn đêm. Con cò nó đi ăn ngày chứ nó không phải như cái câu mà con cò mà đi ăn đêm rồi nha. Con cò chỉ đi ăn ban ngày thôi.